Chào tất cả các quý vị, mình làm việc tại web aluon.com. Thì trên web đang có cập nhật mấy cái mảnh đất cũng như là mấy ngôi nhà đang bán ở tại khu Hàng Bè, Kiến Hưng, Hà Đông. Nên là mình làm cái video này quay qua cũng như là giới thiệu qua khu này để các quý vị có thể là nắm được. Thì đây là mình đang đứng ở chỗ vườn hoa, chỗ công viên Hàng Bè, chỗ này nơi mà rất là nhiều hộ dân ở đây người ta tiện ích là có vườn hoa công viên rộng để chúng ta có thể tập thể dục đấy. Thì những cái thứ nhất là ở đây thì trước mặt chúng ta là những cái ngôi nhà đang xây ở, thì người ta trước cửa là có vỉa hè rộng khoảng 3 mét đấy, rồi lòng đường khoảng 9 mét, hoặc là tức là vỉa hè lòng đường khoảng 9 mét, cả hai bên là 9 mét hoặc là 13 mét đấy. Thì là cùng quanh đây thì có cái tòa trước mặt chúng ta là tòa chung cư Mipec đấy. Thì là ra đường kia, ngoài kia thì có những cái đường to được bao quanh như là đường Thanh Hà, Senco, rồi đường 70 đang mở rộng rất là to đấy. Đường đi rồi trường học ở đây thì có trường như là trường Mầm Non Bình Minh, rồi trường tiểu học Mậu Lương, rồi trường cấp 2 Mậu Lương, bệnh viện đây thì có gần như bệnh viện 103, rồi các viện khác nữa đấy. Thì là gần như các cái tiện ích mà phục vụ cho nhu cầu đời sống cho chúng ta hay là cho con cái thì là đều đầy đủ đấy. Thì mình quay qua giới thiệu là như vậy, thì các vị hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới đấy. Bao quanh cái khu này rất là nhiều các tòa nhà chung cư như chung cư Mipec, rồi là chung cư 19T từ xây từ rất lâu rồi, có 7 tòa Mipec, cư dân rất là đông, thuận tiện cho việc chúng ta có thể là kinh doanh đấy, hoặc là chúng ta mở văn phòng đấy. Video này mình kết thúc ở đây, các vị coi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới nhá.